Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Kim Tae-hye hé lộ cuộc sống hôn nhân với Biren. Là cặp vợ chồng hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc, nhưng Biren cùng Kim Tae-hye hạn chế thể hiện tình cảm trước truyền thông. Biren cùng Kim Tae-hye được xem là cặp đôi vàng của showbiz Hàn Quốc. Sau 8 năm yêu nhau, 3 năm lên nghĩa vợ chồng, tình cảm giữa hai nghệ sĩ ngày càng bền chặt, khăng khít. Mới đây Kim Tae-hye lần đầu chia sẻ về cuộc sống gia đình sau 3 năm kết hôn. Hôn nhân sẽ cho bạn những trải nghiệm mới. Đương nhiên, vào nhiều thời điểm bản thân có thể rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng tất cả tôi tìm thấy niềm vui trong đó. Tôi thấy việc kết hôn giúp tôi trưởng thành, trở lên hoàn thiện hơn, và mỗi ngày đều có những cảm xúc khác biệt, ngôi sao xứ Kim Chi cho hay. Ngoài ra, Kim Tae-hye cũng rất hạnh phúc khi chia sẻ về việc trở thành mẹ của hai đứa con nhỏ. Tôi luôn cố gắng làm hết sức để dành cho các con tình yêu chân thành nhất có thể. Tôi muốn trở thành một người mẹ tốt, khiến các con luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên. Như một người bạn vậy, mọi người trong gia đình nhỏ đều cho tôi động lực mỗi ngày. Họ luôn bên tôi trong những thời điểm khó khăn và giúp tôi quên đi nỗi buồn, cô bộc bạch. Từ sau khi xác định mối quan hệ tình cảm đến lúc kết hôn, Biren và Kim Tae-hye rất hiếm hoi chia sẻ khoảnh khắc của cả hai với truyền thông. Nhưng mỗi lần xuất hiện, cặp đôi ngôi sao đều khiến mọi người ngưỡng mộ với tình cảm giản dị họ dành cho đối phương. Gần nhất hồi tháng 2, Kim Tae-hye cùng Biren quyết định trở lại bằng một đoạn clip quảng cáo. Bộ đôi thể hiện tình cảm tự nhiên, đặc biệt ánh mắt hai người dành cho nhau hết sức trìu mến và chân thành. Ngoài đời, cặp vợ chồng hàng đầu đất nước Củ Sâm thỉnh thoảng bị báo giới và báo chí bắt gặp xuất hiện tình cảm ở sân bay. Biren luôn nắm chặt tay vợ và bảo vệ nữ diễn viên mật danh giữa đám đông. Ngôi sao ngôi nhà hạnh phúc không bao giờ rời Kim Tae-hye nửa bước. Chưa kể đến những cử chỉ quan tâm ân cần càng chứng tỏ sự cưng chiều của anh dành cho mỹ nhân lấp thang lên thiên đường. Thời gian trước đây, tài tử 37 tuổi từng thừa nhận anh không muốn nhắc nhiều tới Kim Tae-hye nhưng vẫn hết mực yêu thương cô. Từ ngày ở bên cạnh Kim Tae-hye, Biren trở thành người đàn ông của gia đình, từ chối tiệc tùng và thường xuyên ở bên cạnh vợ con. Cặp đôi đã có với nhau hai nàng công chúa xinh đẹp và dành gần như toàn bộ số tiền của mình để làm thiện nguyện, quyên góp tiền giúp đỡ các bà mẹ đơn thân dưới tên của hai cô con gái. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.